Boss thao túng hai giới hắc bạch lương đạo, vậy mà lại xin lỗi một cậu nhóc cấp 3. Lúc này, Trần Phàm nói, "Mọi việc đến đây kết thúc, nếu vẫn không hài lòng, lúc nào tôi cũng có thể chơi cùng anh." Sau đó Trần Phàm và Tiểu Tề rời đi, đến viện điều trị quân khu nơi Ngụy lão đang ở. Khi gặp Ngụy lão, ông ấy đang viết thư pháp, Tử Khanh đứng bên cạnh mài mực. Trần Phàm đưa đan dược trị thương cho Ngụy lão, ông cầm lên nhìn, càng nhìn lại càng sốc, cuối cùng, khuôn mặt ông đầy vẻ hoài nghi. Sau đó, Ngụy lão cúi đầu cảm ơn Trần Phàm, Ngụy Tử Khanh vừa đỡ ông vừa hỏi ông nội tại sao lại đột nhiên tặng cho trần phàm món quà quý giá như vậy trần phàm vội vàng giải thích thương tích của ông cô chủ yếu do hai phương diện tạo thành thứ nhất là hồi còn trẻ sử dụng nội kình quá mức sau khi bị thương vẫn không chữa lành dẫn tới trì hoãn đến bây giờ tổn thương phổi đã không thể cứu vớt thứ hai công pháp nội kình tu luyện của ông có vấn đề sẽ tổn thương tới phổi mỗi lần vận chuyển mặc dù ảnh hưởng rất ít nhưng nếu tích lũy quá nhiều sẽ trở thành bệnh tiếp đó ngụy lão nói năm đó khi kế thừa công pháp trong nhà quả thực có nhắc tới vấn đề này nhưng lúc đó có một bộ phận công pháp nội kình để tu luyện đã là may mắn lắm rồi còn quan tâm gì tới tổn thương phổi hay không còn công pháp của cậu trần đây không chỉ sửa đổi khuyết điểm mà còn cao thâm hơn biết bao nhiêu lần sau đó trần phàm lấy đan dược uống thường xuyên phối phục với công pháp bệnh của ngụy lão có thể chữa khỏi đáng tiếc nguyên liệu luyện đại bối nguyên đan khó kiếm nếu không đừng nói bệnh của ngụy lão người chết thành sống cũng dễ dàng ngụy tử thanh không quan tâm gì mà đan dược có thể từ chết sống lại ngụy lão ở bên cạnh đột nhiên nói cậu trần cậu có thể nói nguyên liệu chế đan dược không tôi có thể giúp cậu tìm kiếm anh tìm một tờ giấy rồi viết đơn thuốc bối nguyên đan cần dùng pháp môn của tu tiên giới luyện chế nếu người ngoài không hiểu luyện 10 lần hủy cả 10. ngụy lão nhìn một lượt đơn thuốc quả thực rất quý hiếm lúc này trần phàm muốn hỏi thăm về võ đạo giới sau khi hỏi trần phàm hài lòng rời khỏi viện điều trị ở núi vân vụ thực tế ngụy lão cũng không hiểu biết nhiều lắm tu luyện võ công chỉ là gia tộc truyền thừa và sở thích mà thôi võ đạo có lịch sử lâu đời nghe nói từ khi luyện khí pháp môn được đạo giáo truyền ra sau đó được các võ đạo thay đổi cải tiến đưa ra nhiều công pháp nội kình và kỹ kích chi thuật thời cực thịnh cuối cùng của giới võ đạo là vào cuối minh đầu thanh vân dũng một đại sư tài giỏi vào thời điểm đó sau này xe tăng súng ống phát triển võ đạo bắt đầu dần suy yếu cho đến nay ngay cả cấp bậc đại sư cũng rất ít võ giả tổng cộng phân thành ba loại nội kình cảnh giới nội kình hóa kình hầu hết các võ giả trên thế giới đều nằm ở ngoại kình nội kình rất ít có cương khí hộ thể thậm chí có thể ngăn chặn vũ khí súng đạn ngoại trừ trần phàm ngụy lão đã từng gặp một người ngoài những thông tin về giới võ đạo mà ngụy lão biết trần phàm tạm biệt ngụy lão rời đi cầm chìa khóa biệt thự nằm ở sườn núi vân vụ trên tay lúc này ngụy tử thanh khó hiểu nhìn ngụy lão trần phàm chữa thương cho ông ông đâu cần phải tặng anh ta món quà quý giá vậy chứ ngụy lão lắc đầu cháu không hiểu sao chỉ riêng quyển vệ sĩ tâm pháp đã vô cùng giá trị rồi hơn nữa cháu căn bản không biết một vị võ đạo tông sư có ý nghĩa như thế nào với khả năng hiện tại của trần phàm hoàn toàn có thể ngang hàng với Diệp Nam Thiên. Hơn nữa, cậu ấy còn trẻ như vậy, chúng ta nhất định phải lôi kéo cậu ấy. Trần Phàm đã đến cổng tiểu khu, vừa xuống xe bỗng chuông điện thoại reo, Khương Sơ Nhiên lo lắng cho Trần Phàm, hơn nữa còn muốn mời anh đi ăn tối. Trần Phàm thẳng thừng từ chối, rồi lập tức cúp điện thoại, phớt lờ Khương Sơ Nhiên. Cuộc sống của Trần Phàm trở lại bình yên, ba ngày tu luyện yên lặng, tu vi của Trần Phàm đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là bước vào trúc cơ trung kỳ. Sau khi tu luyện, anh chuẩn bị đến trường học đây là ngôi trường quý tộc số lượng và chất lượng giáo viên đều đứng đầu thành tích của học sinh ở đây rất tốt điều kiện gia đình cũng khá giả anh đến lớp học tìm vị trí trước kia ngồi ném ba lô lên bàn một lúc sau chủ nhiệm tiết hàm đi tới theo hướng dẫn của cô giáo trần phàm phàm đứng dậy và giới thiệu bản thân chào các bạn tôi tên là trần phàm anh vốn là tu sĩ độ kiếp kỳ tình cơ trùng sinh về thời trung học khi anh lần đầu tiên đến trường đã nhận lấy chàng cười nhạo báng của mọi người chỉ có bạn cùng bàn an ủi và cậu ấy cũng là người bạn tốt nhất của anh đời trước Năm đó, chỉ vì một người con gái mà làm hỏng cuộc sống của bản thân, kiếp này, Trần Phàm trùng sinh, nhất định phải giúp cậu ta. "Bấy giờ, Tưởng Đàm Thu kiêu ngạo nói, xem ra phải cho cậu xem tài năng thật sự của tôi, phải biết là cô nàng đẹp nhất lớp chúng ta, chính là lớp trưởng Thường Văn, cô ấy là MC trong trường, chỉ có Khương Sơ Nhiên và Hứa Dung Phi có thể so với cô. Hứa Dung Phi là nữ diễn viên phụ nổi tiếng." Trần Phàm mỉm cười, cô ấy suýt chút nữa đã trở thành người yêu của anh ở kiếp trước. Đột nhiên, một bạn học bước vào cậu ta là học sinh yêu thích của giáo viên chủ nhiệm hạt giống tốt tuyển thẳng vào đại học hoa thành cả trường coi cậu ta như báu vật hơn nữa cậu ta còn là tiên phong của đội bóng rổ mọi mỹ nhân trong trường đều vây quanh cậu ta và dương siêu thấy trần phàm có vẻ không quan tâm vì vậy tưởng đàm thu hỏi trần phàm nhẹ nhàng đáp quả thực tôi chẳng thấy cậu ta có gì đặc biệt cả thế giới này tương nghênh hạ không quan trọng bằng tưởng đàm thu tưởng đàm thu thấy anh như vậy chỉ cảm thấy bạn cùng bàn của mình có chút điên cuồng năm cuối trung học của trần phàm chính thức bắt đầu hôm nay đội bóng rổ của trường tập luyện lớp trưởng thường văn nhờ trần phàm mang đồ uống khi tư nghênh hạ vào sân bóng cả khán đài vang lên tiếng reo hò điều trần phàm thấy thú vị là sau nửa tháng anh lại gặp dương siêu rồi thi đấu kết thúc thường văn bước tới đưa nước cho tư nghênh hạ tưởng đàm thu trần phàm sao hai cậu vẫn còn ngơ ra đó làm gì nhanh lên đưa đồ uống cho người chơi khác trần phàm ném chai nước dương siêu thấy trần phàm có chút sững sờ đột nhiên tư nghênh hạ ở bên cạnh nói đó không phải là tưởng đàm thu và học sinh chuyển trường sao ngay sau đó thường văn khinh bỉ nói đúng là kẻ nghèo nàn Sai đâu làm đó, Dương Siêu nhíu mày, cậu ta định nói gì đó nhưng lại thôi, Trần Phàm nhìn Thường Văn, chợt dừng lại, ánh mắt ánh lên tia giận dữ. Ngày hôm sau, Thường Văn lại gọi, lại gọi Trần Phàm, nhưng lần này, Trần Phàm không thèm để ý, lập tức từ chối. Thường Văn lập tức chỉ vào Trần Phàm, "Tôi đường đường là công chúa cao cao tại thượng, chỉ có tư nghênh hạ mới đáng để tôi nhượng bộ, còn cậu là cái thá gì mà dám từ chối?" Trần Phàm mặc kệ, tiếp tục đọc sách. Các tinh vũ đứng xa nhìn thấy, siết chặt nắm tay định lên đánh Trần Phàm, Trần Phàm cười không nói các bạn trong lớp lập tức bàn tán trước kia dương siêu dẫn người đánh bạn cùng lớp trong số đó có các tinh vũ không ngờ học sinh mới chuyển trường này lại to gan đến thế bỗng cô chủ nhiệm bước vào nói chiều này là tiết dạy tây côn đô tự nguyện đăng ký trần phàm nghe vậy quay người rời đi nhưng các tinh vũ đã ngăn anh lại không học tây côn đô sao có phải không có tiền nộp học phí đúng không nói sớm chút tôi có thể trả cho cậu sau nhiều lần chế nhạo lần này trần phàm đồng ý tham gia phòng tập tây côn này không chỉ có lớp 9 mà còn mấy lớp khác cùng học đều là các em lớp dưới chủ phòng tập tây côn rất nổi tiếng đạt giải nhì cuộc thi cấp ra các tinh vũ chắc có ý muốn làm xấu mặt trần phàm lúc này huấn luyện viên đi tới khởi động thôi sau đó cùng nhau đối luyện ngay sau đó huấn luyện viên yêu cầu tư nghênh hạ lên thị phạm cho mọi người xem tư nghênh hạ có đai đỏ chỉ đứng sau đai đen đại diện cho sự nguy hiểm và tính công kích theo hướng dẫn của huấn luyện viên hai người cúi đầu kết quả chưa đầy một chiêu các tinh vũ đã bị cậu ta đá bay lúc này huấn luyện viên nói dựa theo cặp đối ban đầu mọi người cùng nhau luyện tập lúc này các tinh vũ đột nhiên đến trước mặt huấn luyện viên em muốn thách đấu một người nói rồi hắn đắc ý nhìn trần phàm trần phàm chẳng phải lúc chưa cậu rất giỏi hay sao có gan lên đối chiến không mọi người kinh ngạc nhìn thấy anh đeo đai trắng thầm nghĩ đai xanh đánh với đai trắng quả là đơn giản mà